Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê, quán Di Cà Phê ngay trên đường Bosa. Khung cảnh rất là lý tưởng để vào khung hình quay phim. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Vũ Trung và giáo sư Trần Văn Ân. Giáo sư Trần Văn Ân cũng là cựu phát ngôn nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Đề tài sẽ có những đề tài liên quan tới Việt Nam hiện nay về vấn đề đại hội đảng, các nhân sự, vân vân, cũng như là tình hình rất là nóng hổi hiện nay, đó là những hoạt động của Trung Quốc trên đảo đá chữ thập mà báo chí trong nước, ngoài nước đã đưa tin trong những ngày gần đây. Xin cảm ơn hai vị đã có sự xuất hiện trong ngày cuối tuần rất đẹp, thưa hai vị. Cảm ơn anh, chào Vũ Trung, lâu lắm không gặp, thấy đầu bạc đi rồi đấy. Dạ, chào quý khán giả Phố Bosa TV, chào giáo sư Trần Văn Ân và anh Vũ Hoàng Linh. Được biết là giáo sư sắp sửa phải có một cái hẹn khác rất là gấp, cho nên chúng ta sẽ đi vào ngay vào chương trình. Trước hết, liên quan tới vấn đề đại hội đảng là một sự kiện rất là lớn ở trong Việt Nam. Tuy nhiên ở ngoài thì theo giáo sư và nhà báo Vũ Trung thì cái vấn đề này, người dân ở hải ngoại họ quan tâm như thế nào, có quan tâm hay không, và quan tâm như thế nào, tới mức độ nào với cái sự kiện này, thưa giáo sư? Cái quan tâm thì dĩ nhiên nói rằng là đồng bào hải ngoại thì vẫn là quan tâm rất nhiều đối với tình hình ở bên Việt Nam. Thế nhưng mà sở dĩ họ quan tâm hơn đối với những lần trước ấy, là bởi vì là có vẻ như là cái đại hội này là một cái đại hội, là một cái hoặc là nó là một cái ngõ quặt rất tốt cho đất nước. Còn nếu mà nó trì trệ như là những các cái đại hội cũ đó thì mình sẽ tiếp tục, nghĩa là lạc hậu so với lại hai cái nước mà rất nhỏ, chẳng hạn như là Đài Loan chẳng hạn. Bây giờ đó, như tức là cái kinh tế của họ, cái gọi là cái tổng sản lượng quốc gia của họ đó, nó lên gấp 7, gấp 8 lần mình. Bên Nam Hàn cũng vậy, nó cũng gấp 10 lần mình. Thì thành ra đấy là những cái điều mà những cái nhà lãnh đạo cần phải suy nghĩ. Theo nhà báo Vũ Trung thì sao? Nhà báo Vũ Trung thì hay la cà các quán cà phê suốt ngày. Thì theo anh ghi nhận là cái sự quan tâm của người ta như thế nào? Hay là người ta ở đây có những cái điều quan tâm khác hơn, đặc biệt là sắp sửa Tết về tới nơi trên đường Bosa rồi, thưa anh? Thật sự ra mà nói, cái chuyện quan tâm đến yếu tố nhân sự hay là cái đại hội đảng sắp tới trong tháng 1 á, của người hải ngoại, nó xuất phát từ cái nỗi bồn chồn về cái chuyện mà Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là chủ quyền của Việt Nam. Người ta quan tâm bởi vì người ta lo ngại rằng là những thành phần nhân sự mới, nếu có đó, sẽ là những thành phần nhân sự mà cũng qua đồn đoán, cũng qua những suy diễn, cũng qua những cái khẳng định một cách chủ quan là những người đó mà thân Trung Quốc thì không có lợi. Và cái mấu chốt của vấn đề là bởi vì cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì dĩ nhiên là người trong nước, nhất là những người dân ở thành phố, và đặc biệt là những cái tầng lớp mà được học trường ốc đầy đủ đó, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng v.v. thì họ rất quan tâm vấn đề chủ quyền, cũng giống như người hải ngoại vậy thôi. Ai mà không quan tâm đến cái chủ quyền của đất mẹ, thì tôi cho là những vấn đề tôi như vậy. Nhà báo Vũ Trung vừa mới nhắc tới cái liên quan tới vấn đề nhân sự, thì đồng thời cái đại hội đảng sắp sửa diễn ra vào ngày 20 tới ngày 28 tây tháng Giêng. Thì ở Mỹ này chúng ta cũng đang biết là cái vấn đề gọi là tranh cử tổng thống cũng đang rất là sôi nổi. Nếu mà làm một cái so sánh thì vì cái vấn đề có lẽ là khác biệt trong cái vấn đề chính trị, cho nên là trong khi cái vấn đề mà tranh cử ở Mỹ này thì rất sôi động, báo chí, người dân khắp nơi đều gọi là bàn tán liên quan tới các ứng cử viên, thì phía Việt Nam thì cái nhân sự của đại hội đảng thì có vẻ như là báo chí hay là dư luận truyền thông chính thống họ không có đề cập một cách cụ thể tới. Do vậy nó để một cái khoảng trống rất lớn cho những cái tin tức theo kiểu hành lang. Hai vị có ghi nhận gì liên quan tới cái vấn đề nhân sự của đại hội đảng kỳ này mà sẽ dẫn tới những cái chức vụ lớn trong những ngày tới, thưa hai vị? Cái nhân sự bây giờ thì mình thấy rõ rằng là họ có hai cái khuynh hướng rất rõ. Một khuynh hướng tức là nghĩa là gọi là từ bỏ hay là gọi là đổi một cách rất mạnh mẽ về vấn đề cái học thuyết Marx Lenin, với lại cái vấn đề mà cái kinh tế mà thị trường hay không thị trường. Thế cái đấy là một cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ nhì nữa đó rằng là họ cũng thấy rõ rằng là cái sự lạc hậu của Việt Nam so với lại những các cái nước Đông Nam Á khác, thì đấy là cái vấn đề rất lớn để cho mà họ phải quyết định xem rằng họ có thay đổi hay không. Thế nếu mà cái khuynh hướng mà thay đổi mà nó đi lẹ được đúng hay đi mạnh đó, thì Việt Nam sẽ có cái cơ hội tiến lên rất nhiều.
Chứ còn nếu mà vẫn cứ trì trệ do những các cái ảnh hưởng, do những cái sự giằng co của cái nhóm lợi ích ấy, thì Việt Nam sẽ tiếp tục nghĩa là như thế này thôi, không khá lên được nữa. Thì đấy là cái quan tâm của mọi người. Nhà báo Vũ Trung có những cái tin tức gì mà cụ thể hơn liên quan tới cái vấn đề nhân sự của đại hội đảng kỳ này không, thưa nhà báo Vũ Trung? Hồi nãy anh có nhắc qua vấn đề bầu cử ở Mỹ và vấn đề mà nhân sự đại hội đảng cứ xem như là một cuộc bầu cử và rất quan trọng ở Việt Nam. Thì thực tế mà nói, những người dân bình thường nhất như chúng tôi thì cũng nghĩ rằng là chính trị Mỹ nó là chính trị Mỹ, anh nào lên cũng thế thôi. Thế tuy nhiên rõ ràng là nhân sự là một cái vấn đề cốt lõi để có thể từ đó có những chuyển biến mới. Riêng tôi quan tâm đến cái tình hình nhân sự của trong nước hơn, bởi lý do là một lần nữa là nếu những nhân sự đó mà có những khuynh hướng vẫn nhìn Trung Quốc giống như một cái đối tượng phải e dè, đối tượng phải gờm và đối tượng để mà phải nghe theo, thì cái chuyện đó hoàn toàn không có lợi đối với cái chủ quan của cá nhân. Bởi vì chúng ta cũng đã hiểu rằng cái người Trung Quốc, những cái tham vọng của họ nó muôn đời, nó thuộc loại gọi là ăn dễ vào trong đầu óc của những người nước lớn rồi, nó không thể nào so sánh được những gọi là con đỉa hai vòi của đế quốc Mỹ chẳng hạn. Cái người Tây phương dù thế nào chăng nữa, họ luôn luôn họ cân nhắc ở trên cái quyền lợi hỗ tương. Có thể là họ luôn luôn nhìn bằng quyền lợi, nhưng mà dù thế nào chăng nữa thì chắc có lẽ quý vị trong nước cũng đồng ý là nó vẫn dễ thở hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là cái tín hiệu hay là một cái thông điệp mà ông đại sứ Mỹ Ted Osius Hà Nội vừa mới gửi ra ngoài đó là 92% dân số của Việt Nam và các thành phố lớn đều có khuynh hướng thích Mỹ. Như vậy thì có quá lắm không nếu chúng ta cho rằng đó là những thông điệp để chuẩn bị cho cái đại hội nhân sự, để nói lên tiếng nói rằng những ông nào mà còn có khuynh hướng thân Trung Quốc là ông đó đã đi ngược lại những cái nguyện vọng của người dân. Thì tôi hy vọng vào đó là một thông điệp. Và đồng thời qua những cái động thái của người Mỹ đối với là cái tình hình ở Biển Đông và hỗ trợ hay là chuyển trục về Á Châu, thì cho thấy một lần nữa là bên cạnh Việt Nam là còn có một cái người Mỹ chưa thể gọi là đồng minh được, nhưng mà ít nhất đó là những người mình có thể dựa vai trong một giai đoạn nhất định nào đó. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng cái tham vọng của Trung Quốc lấn chiếm từng bước một, nào là như anh Ân cũng biết đấy, là nào là đưa máy bay vào, xong rồi gần đây nhất lại cho máy bay là chở du khách vào nữa. Đó là một động thái thách thức, và tôi hy vọng rằng cái động thái thách thức này nó sẽ đánh động vào, tác động vào cái suy nghĩ của ban chấp hành Trung ương Đảng, tức là trong đó có trên dưới 200 đảng viên của Đảng Cộng sản, phải nhìn thấy cái nguy cơ là cái sự thách thức này có thể biến thành sự thật, và để đi đến quyết định bầu bán cho đúng cái nhân sự. Theo giáo sư Trần Văn Ân thì với cái nỗi lo đó của nhà báo Vũ Trung đó, thì trên thực tế là họ đã có cái thực sự đã có nhìn thấy điều đó hay không? Mình thấy có rất nhiều dấu hiệu rằng nó có cái khuynh hướng đó cũng khá mạnh trong cái đại hội đảng sắp tới này đó. Thế nhưng mà còn cái vấn đề mà rằng là họ thay đổi tới đâu đó thì mình không biết. Nhưng mà cái khuynh hướng là chắc chắn có và nó cũng rất là mạnh nữa. Điểm thứ nhì nữa rằng là cái tình hình Trung Quốc như thế, nghĩa là ngang ngược như vậy và nghĩa là gọi là lõa liều như vậy đối với lại nghĩa là thế giới, thì thành ra nó là cái lúc mà nó cái đỉnh điểm nó đã tới rồi, và do đó bây giờ bên phía lãnh đạo bên Việt Nam phải bắt buộc phải quyết định. Thứ nhất, cái thứ nhì nữa, anh Trung có nói tới rằng cái dân chúng là nó gần như là nó đã biểu lộ rõ ràng một cái mức chống đối tới cái mức cũng đỉnh điểm rồi, thế cho nên là đây là những các cái áp lực ở nội bộ rồi áp lực ở ngoài nữa. Thứ ba nữa là rằng là nếu mà bây giờ mà muốn thoát Trung hay là bớt những cái ảnh hưởng của Trung Quốc đi đó thì bắt buộc phải dựa vào một cái thế lực nào đó, mà cái thế lực nội lực ấy thì là chưa có đủ. Thì bây giờ có cái ngoại lực là Mỹ thì là bắt buộc Mỹ mới có thể cứu được Việt Nam. Nên nhớ rằng là bây giờ nguyên cái vụ mà nghĩa là mấy chục cái công ty mà doanh nghiệp nhà nước bây giờ đó là nó còn nợ xấu đấy, nợ xấu có nghĩa là nợ không trả đó, là nó vào khoảng từ 70 tỷ cho tới đến từ 10 tỷ cho tới 70 tỷ đô la. Đây là theo những cái tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh gì đó ông nói ra. Thì như thế là bây giờ ai là cái người có thể cứu được việc tài chính và kinh tế, chỉ có Mỹ thôi. Thế thành ra đây là cái dịp, đấy là cái cơ hội đầu tiên và tốt nhất để cho Việt Nam phải
phải thay đổi. Dường như là kể cả nhà báo Vũ Trung và giáo sư Trầm Ơn đều nói tới yếu tố Mỹ rất là quan trọng trong cái vấn đề của Việt Nam hiện nay. Nhưng cũng có những cái ý kiến ngược lại rất nhiều, có thể đặc biệt là từ phía Việt Nam, cho rằng là không thể nào, Việt Nam không thể nào tin vào người Mỹ 100% như vậy. Chưa nói tới cái yếu tố là nếu quá ngã về phía Mỹ thì sẽ bất lợi trong cái việc mà đối tác với phía Trung Quốc. Hai vị nghĩ sao? Trong lịch sử quá khứ cho thấy rằng là kẻ nào mà chống Mỹ đó, kẻ đó khá được. Cái đất nước nào mà bị thua cuộc vì Mỹ, sau đó được Mỹ tìm mọi cách, mà nếu có bản lãnh nữa thì sẽ trở thành một cái quốc gia hùng mạnh qua sự hỗ trợ đó. Chúng ta có thể nhìn vào Nhật với Mỹ là hai kẻ thù không đội trời chung, phải không ạ? Nhưng mà cuối cùng không phải là ôm chân Mỹ hoàn toàn, nhưng mà họ có cái bản lãnh của họ, đồng thời họ dựa vào một sự giúp đỡ nhất định, có chừng mực nào đó từ Mỹ và họ phát triển. Đài Loan từ năm 1949 cũng thế, cũng đã thua Mao Trạch Đông, chạy ra một cái đảo nhỏ bé. Thế nhưng mà họ bản lãnh, họ biết xây dựng, đồng thời biết nhận được những sự hỗ trợ đó, thì họ cũng là phát triển. Rồi đến tiếp Nam Hàn, thì chung quanh Việt Nam chúng ta nhìn thấy Phi, Mã Lai, Thái Lan, tất cả đều là dập khuôn như vậy. Thì tại sao người Việt Nam không học được cái đó? Đâu có mất cái gì đâu. Vấn đề là thân nhưng mà phải làm chủ lấy chính mình, chứ không nào thân rồi bị sỏ mũi, cái đó là không có lợi. Tức là một cách cụ thể là lợi dụng được cái sự hỗ trợ của người Mỹ để mà có thể làm được cái chuyện mà hai bên cùng có lợi. Nhưng mà phải chăng như vậy là Việt Nam đang làm điều đó với những cái quan hệ rất là tốt với Hoa Kỳ, qua những cái phát biểu gần đây của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vân vân. Phải chăng Việt Nam đang làm cái điều mà anh vừa mới nói, thưa giáo sư Trọng Ân? Tôi nghĩ rằng là Việt Nam họ cũng đủ cái khôn ngoan rằng họ đang làm cái đó đó. Thế chỉ có một cái vấn đề đó rằng là, như tôi nói đó rằng là cái việc xoay chiều của họ đó là nó mạnh hay là nó lớn tới mức nào thôi, chứ họ đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi. Tôi nghĩ rằng họ đầy đủ cái tinh khôn để biết rằng với Mỹ đó, thì Mỹ ra là cái vấn đề rằng là họ có cái khả năng giúp rất nhiều, nhưng mà ngược lại đó thì họ cũng muốn ảnh hưởng rất nhiều nữa. Thế nhưng mà theo như cái tinh thần chung của người Việt Nam từ ngàn năm đến giờ đó, thì ngoại trừ nghĩa là Trung Quốc thì là họ có một cái kế hoạch khác, thì chắc chắn rằng là họ cũng sẽ không có để cho mà nghĩa là trở thành ra là gọi là nằm ở trong một cái bẫy của Mỹ đâu. Tôi nghĩ rằng là họ có thể họ giữ được. Để kết thúc cái phần gọi là liên quan tới đại hội đoàn, thì có một cái câu hỏi mang tính khá là lý thuyết, nhưng mà hy vọng hai vị có thể gọi là trả lời được với cái quan sát, với nhận xét của hai vị. Nếu mà có một cái kết quả nào đó là lý tưởng nhất, một cái đội hình nào đó là lý tưởng nhất theo hai vị, là cái kết quả như thế nào sau đại hội đoàn này? Tôi không hoàn toàn đồng ý với một số người, một số quan điểm cho rằng là dù nhân sự cỡ nào chăng nữa thì nó cũng là dưới cái dạng gọi là rượu mới bình cũ. Tôi tin một điều như thế này: cho dù bầu ra những người thân Trung Quốc thì cái đó là một yếu tố có lợi, nó sẽ làm vỡ bùng ra những cái sự kiện mới, giống như là bí rồi sẽ thông. Và đồng thời nếu là những người đứng ra lãnh đạo đất nước mà có khuynh hướng thân Mỹ thì thú thật là luôn luôn có lợi hơn là thân Trung Quốc. Mời giáo sư Trọng Ân cũng câu hỏi như vậy, tức là như thế nào là một là đội hình là lý tưởng, như thế nào là một kết quả lý tưởng nhất sau cái đại hội đảng Cộng sản lần này Việt Nam kỳ này? Tôi cho rằng là cái quan trọng nhất bây giờ là họ cứ gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó, chứ mà vứt cái đoạn định hướng xã hội chủ nghĩa đi, cái đó là cái quan trọng nhất là về kinh tế, thì cái đó họ có thể họ làm được. Chứ còn về vấn đề chính trị đó thì họ chủ trương rằng không bao giờ, họ có thể họ thân với bên này, thân với bên nọ, nhưng họ không có liên minh đâu. Thành ra tôi cho rằng là họ cứ tiếp tục giữ cái đó, nhưng mà phải thay đổi cho nhanh, bỏ bớt cái vấn đề cái đuôi mà xã hội chủ nghĩa đi, thì thế thôi. Đồng ý với anh một phần, tại vì phải chăng là chính cái đuôi đó nó tạo ra sự bất công, ở trong đó cái xã hội chủ nghĩa nó phân định ra cái thành phần, mà cái thành phần mà phải có con, phải có đảng và có bố trong đảng, rồi sinh hoạt đoàn vân 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 vân, thì mới chọn để trở thành, mới chọn làm giữ những cái chức vụ quan trọng. Nhiều người không có thành phần đảng nhưng mà giỏi, mà cũng chỉ vì những cái mắc mưu là đảng với lại không thành phần đó, thì không được chọn. Thì rõ ràng cái sự bất công đó nó sẽ dẫn đến những cái không có lợi, không có lợi trong cái chuyện mà chọn nhân tài. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái đề tài thứ hai rất là thời sự, đó là liên quan tới cái vấn đề những cái hoạt động của Trung Quốc hiện nay trên quần đảo Trường Sa, một cách cụ thể là trên hòn đảo mang tên là họ đảo Chữ Thập.
Nếu lật lại thời gian một chút thì chúng ta biết được rằng là đảo Đá Chữ Thập này nằm trong quần đảo Trường Sa, là thuộc theo Việt Nam, là chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc đã chiếm lấy. Sau đó, thời gian gần đây thì Trung Quốc đã hút cát đổ lên thành cái đảo nhân tạo lớn hơn. Sau đó thì làm đường bay. Và gần đây nhất là đưa những chuyến bay bay ra mà Việt Nam đã báo động trong thời gian gần đây, 46 chuyến bay mà không báo cáo cho phía Việt Nam là nơi giữ cái vùng trời đó, kiểm soát cái vùng trời đó. Và tin gần đây nhất trong 1-2 ngày gần đây đó là Trung Quốc đưa ra một chuyến bay với mấy mươi hành khách của Trung Quốc. Việt Nam phản đối rất nhiều trong cái vấn đề này, nhưng vẫn nằm trong cái sự phản đối về mặt ngoại giao mà thôi. Hai vị có thể cho biết là ý kiến của hai vị liên quan tới cái đề tài rất là thời sự này. Tôi thấy rằng là cái tình hình mà gọi là cái sự ngang ngược của Trung Quốc, tôi thấy nó đang đi lên rất gần như là đỉnh điểm rồi đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu Việt Nam bây giờ bắt buộc phải có phản ứng, không những là phản ứng mà từ ngày đó đến giờ thì vẫn là cứ nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ rằng là nó đến cái giai đoạn mà lên đỉnh điểm rồi, thì là bây giờ tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ có một cái phản ứng rất mạnh và Việt Nam phải chấp nhận một cái sự nguy hiểm. Và do đó cho nên rằng là tùy theo những cái điều mà mình không biết được, rằng là tôi cũng thấy nữa về phần Mỹ cũng thấy cũng có những cái sự gọi là đang leo thang đó. Trung Quốc leo thang rồi, Việt Nam cũng leo thang, mà Mỹ cũng đang leo thang, thì tôi chưa biết rằng là cái gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng tình hình năm 2016 đó có thể là có cái vụ nổ nhỏ nào đó ở ngoài Biển Đông đấy, chứ không thể tránh được đâu. Con run mà sao mãi nó cũng ngoằn. Việt Nam đã có lẽ phải nhìn nhận một điều là không thể nào lúc nào cũng dùng ngoại giao để nói chuyện được. Chính nhờ cái vụ những của mấy năm về trước, tàu lạ cắt dây, xong rồi tàu lạ đâm tàu Việt Nam, rồi bắt tàu Việt Nam, hút tàu Việt Nam, chết người Việt Nam, mà Việt Nam vẫn sử dụng cái đường lối ngoại giao. Ngày hôm nay đường lối ngoại giao nó đã chứng minh một điều rằng không có giải quyết được vấn đề. Rồi kế tiếp là giàn khoan lừng lững đi vào, rồi kế tiếp là đáp đảo, rồi gần đây thì như anh nói là bắt đầu máy bay đáp xuống Chữ Thập, rồi lại đưa người mấy chục người vào Chữ Thập. Thì Việt Nam chắc chắn phải nhìn ra rằng những cái sách mà đối ứng bằng cái phản ứng ngôn ngữ qua lại qua trung gian là phát ngôn viên đó của cả hai bên đối với Việt Nam không giải quyết được. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ân. Đến một lúc nào đó phải chứng minh cho Trung Quốc biết rằng tinh thần của người Việt Nam không có khiếp nhược như vậy. Người dân trong nước họ đau đớn lắm, là cho đến giờ phút này thông tin thì nhà nước vẫn giữ cái chuyện mà sợ là dân tộc chủ nghĩa xã hội, dân tộc chủ nghĩa nó nổi lên thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bang giao giữa hai nước. Đó là cái sách mà ông Trung Quốc mong muốn. Ngay từ đầu họ đã không chỉ muốn là cái chuyện này giữa hai nước nói chuyện, nhưng mà Việt Nam rồi bắt đầu nhận ra rằng không được, như vậy là rơi vào mõm của Trung Quốc, là phải cho cả thế giới biết là Việt Nam đang đi vào cái phương hướng này. Vậy thì cái chuyện mà đưa người vào, máy bay vào, thì nó nói với anh Ngân tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu nó đúng là được đỉnh điểm thì phải có những động thái mạnh mẽ, và động thái mạnh mẽ đó phải chấp nhận sự hy sinh nhất định để cho thế giới từ đó nhảy vào và nói chuyện. Phải chăng là Việt Nam nói gì thì nói cũng đã có nhiều cái hành động trong cái việc gọi là mở rộng cái chủ quyền của Việt Nam nằm trên quần đảo Trường Sa so với cái thời điểm từ năm 1975 tới nay? Hai vị nghĩ sao về những cái hoạt động đó? Đã đến lúc nó phải ra ngô ra khoai anh ạ. Phải hoàn toàn ra ngô ra khoai, không có thể kéo dài mà nó lình bình như vậy nữa. Tôi sợ nhất một điều là nếu mà không khéo đó thì nó sẽ trở thành vỡ bùng trong cái chuyện mà tranh chấp về những nhóm quyền lợi với nhau, trong đó có thế và có quyền trong đó nữa, thì nó trở thành ra tuét tòe le giữa Nam và Bắc, khối Bắc và khối Nam cộng với khối Trung nữa. Khối miền Nam thì đã có những cái dấu hiệu manh nha đổi tên thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố Sài Gòn. Tại sao là như vậy, có nên hay không nên, đó là chuyện của các ông ở trong nước, chuyện của vận mạng của đất nước. Nhưng mà có những dấu hiệu cho thấy là nó có một cái sự rạn nứt nào đó, mà nếu không có một cái anh minh đứng ra lãnh đạo thì tôi e rằng quá trễ. Nhưng mà cũng tôi tin tưởng vào một cái tất nhiên của cái sự chuyển dịch ở trong cái đời sống của một quốc gia, của một con người đó, là khi mà nó đến cái cùng cực của cái bĩ thì nó sẽ có cái lối thoát. Cái làm thế nào để cái con người nó vững tin lại nhà nước,
mà nhà nước phải làm sao để cho những nguồn thông tin đó tiếp cận thật là nhanh và chính xác để tạo được cái niềm tin ở trong dư luận của người dân toàn Việt Nam. Chứ không khéo thì những cái thông tin đó mà cho đến giờ phút này vẫn chủ trương rằng là cái chuyện này là chuyện của chúng tôi, những người cầm quyền, còn người dân đen thì cứ việc an tâm làm ăn đi. Xong rồi lâu lâu lại bắt đầu báo chí trong nước lại tàu lạ đâm chết người, rồi lại bắt người thì cái đó không được. Việt Nam thật sự ra là họ đã chuẩn bị khá kỹ về cái vấn đề đó là đối với Trung Quốc. Thứ nhì nữa là cũng có những các cái động thái về quân sự, họ cũng trong vòng chừng độ 1-2 tháng sau này đó, họ cũng bắt đầu họ chuyển quân ghê gớm lắm đó. Chứ không phải là họ chờ đợi đâu. Chỉ có một cái vấn đề rằng là một cái yếu tố mình chưa biết được, và cái đó nó sẽ làm cho cái chuyện mà chuyển cái việc mà gọi là đối phó của mình có hữu hiệu hay không đó, là cái vấn đề rằng là Mỹ tiếp tay tới mức nào. Và cái điều đó thì gần như là mình không được biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Mỹ có vẻ như là mình nhìn thấy những cái leo thang về phía miền Đông nữa. Biển Đông đó, tôi nghĩ rằng là Mỹ có lẽ cũng đã có những sự thỏa thuận nào đó với lại chính quyền Việt Nam mà mình không biết. Thành cho tôi cho rằng là cái việc, cái thái độ mà cái đối phó của Việt Nam mạnh hay nhẹ đó là tùy theo cái vấn đề rằng là Mỹ đứng giúp đỡ tới mức nào về vấn đề quân sự. Nếu mà phải nhìn vấn đề ở một góc độ hoàn toàn khác, nhìn ở góc độ Trung Quốc đi. Nếu Trung Quốc nói rằng là quý vị cũng đã đang chiếm 21 đảo, quý vị cũng đã đưa người dân ra, quý vị cũng đã xây đường băng ở trên đảo Trường Sa lớn, quý vị cũng đã xây những công sự, quân sự v.v. Bây giờ chúng tôi cũng làm đi chăng cái điều đó ở trong cái đảo đá chữ thập mà chúng tôi đang muốn chủ quyền ở trên đó. Thì như thế nào? Anh, tôi hiểu ý anh Lân rồi. Cái ngày xưa đó, người xưa thì gọi là xí bùm bùm với anh, lấy nước miếng bôi vào cái đảo đó, nói là đây của tôi, bằng cách là dựng những cái bia, khắc những cái chữ, xong rồi đưa một số người ra để mà làm một cái mốc đó, mốc nhân sự, mốc lịch sử thời gian, để nói rằng đó là chủ quyền của mình. Nhưng thực sự ra cái sự tranh chấp này nó kéo dài từ trước năm 1975 nữa cơ. Đài Loan thì nói là đảo Ba Bình, rồi Việt Nam Cộng Hòa xưa cũng là nói là đảo của mình, vân vân và vân vân. Trung Quốc cũng thế. Nhưng mà cái láo của Trung Quốc, xin lỗi ông Trung Quốc nhé, cái láo của Trung Quốc là cái chỗ này là ông vẽ cái đường lưỡi bò anh ạ. Đảo nào thì cũng là gọi là nói đi, nhưng mà ông vẽ cái đường lưỡi bò này đó, ông chết là bởi vì ông đụng không phải là Việt Nam. Tại trong cái lưỡi bò đó là cái phần đất đang tranh chấp. Ông láo chỗ là ông đã đụng đến cái sự di chuyển hàng hải của nhiều nước ở trong khu vực. Và tôi hy vọng rằng là những ông lãnh đạo trong nước đó, họ biết, nhưng mà ở một cái chừng mực nào đó thì họ cũng sẽ phải đi đến cái mức mà có những cái động thái đích đáng. Trên biển Đông, ngoài quần đảo Trường Sa thì còn một quần đảo nữa, đó là quần đảo Hoàng Sa, mà giờ đây coi như đã mất hoàn toàn vào tay Trung Quốc. Khi nhắc tới quần đảo Hoàng Sa thì người ta thường nhắc tới trận chiến, hải chiến Hoàng Sa. Gần đây ở trên báo Lao Động của Việt Nam cho một cái tin là Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam họ đã có đứng ra tổ chức và xây một cái tượng đài ngay trên đảo Lý Sơn, là cái đảo rất gần với đảo Hoàng Sa. Bài báo có nói tới một cách rất cụ thể là có ghi nhận luôn cả sự hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hai vị cho những cái suy nghĩ liên quan tới cái việc này, đặc biệt là giáo sư Trần Văn Ân đã từng là phát ngôn nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ là có nhiều cái ghi nhận về vấn đề này ạ. Thì cái vấn đề Hoàng Sa đó là một cái vấn đề nó hơi khác xa một chút, bởi vì là hiện giờ đó là Trung Quốc thứ nhất đã chiếm một cách công khai cái Hoàng Sa rồi, và bây giờ đó theo cái luật này, nếu mà bây giờ ấy mà anh giữ được nó 50 năm ấy thì là cái quyền của anh nó sẽ có một cái giá trị pháp lý nào đó. Thế cho nên đấy là cái vấn đề cái Hoàng Sa nó hoàn toàn là khác với Trường Sa. Thế nhưng mà bây giờ bởi vì ngày đó đó thì thật sự có lẽ rằng khi mà Trung Quốc tấn công Trần Sa, Hoàng Sa mà lấy đó, thì có thể rằng là Mỹ có thể biết được, nhưng mà Mỹ có lẽ cái lúc bây giờ có lẽ là Mỹ cái chiến lược của Mỹ lúc hồi đó có lẽ là không đặt cái Hoàng Sa vào trong cái tầm nghĩa là quan trọng đối với Mỹ. Thành ra bây giờ đấy là một vấn đề hơi kẹt về Hoàng Sa, thì tôi thấy nó khác hẳn với lại Trường Sa về phương diện pháp lý quốc tế. Cái việc mà phía Việt Nam làm tượng đài như vậy và cũng như là nhắc tới quân đội Việt Nam Cộng Hòa một cách chính thống như vậy không phải là một việc đơn giản, mà ngay chính trong nước cũng có những dư luận chống cái điều đó. Anh ghi nhận như thế nào về cái động thái đó thưa anh? Những người làm có mang được cái chữ anh hùng đó, họ tranh đấu cho một cái chung, cho một cái phần đất mẹ Việt Nam. Anh biết không, miền Nam hay miền Bắc mà tranh đấu cho một cái gì chung của cả đất nước đó, thì cái anh hùng đó nên được chấp nhận và nên được vinh danh. Cho nên rất là hoan nghênh những cái động thái đề cập về những người đã hy sinh tính mạng mình
cho cái Hoàng Sa của năm 1974. Biết đâu trong cái rủi nó có cái may. Cái Hoàng Sa nó là một cái sự kiện đã rồi, déjà vu rồi. Nó chứng minh một điều rằng là đó là chủ quyền của Việt Nam. Cho nên miền Nam Việt Nam mới phải bỏ xác để mà giành lại cái đất tổ. Vấn đề mà phía Việt Nam cho xây cái tượng đài, có suy nghĩ rằng là việc đó cũng là một sự khôn khéo của Việt Nam, vì qua đó xác nhận luôn là Hoàng Sa là của Việt Nam chứ không phải chỉ là của kẻ thù của Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Do vậy Việt Nam có cái cớ để mà có thể tiếp tục đòi cái chủ quyền của cái phần đất này trong những ngày trong tương lai. Anh nghĩ sao về cái suy nghĩ ấy? Dạ, chính xác anh, đó là một trong những chúng tôi đã trình bày, đó là một trong những cái cớ để chứng minh được rằng anh đã chiếm đất của tôi, mặc dù là mấy chục năm rồi. Và chúng tôi, con dân của chúng tôi, chứ không nói miền Nam miền Bắc gì hết, con dân của chúng tôi đã đổ máu để bảo vệ mảnh đất này. Đồng thời đến năm 1984, một số những bộ đội hải quân hay là chiến sĩ của miền Bắc Việt Nam cũng đã phải hy sinh để bảo vệ một cái hải đảo nào đó ở ngoài khơi ở Biển Đông. Thì nó chứng minh cho cả thế giới biết điều là anh Trung Quốc này là anh bá quyền muốn chiếm đoạt đất nước của người khác. Tôi hy vọng là lịch sử sẽ tái diễn, Việt Nam sẽ dạy Trung Quốc một bài học, chứ không phải lần này là không phải Trung Quốc dạy Việt Nam một bài học. Đừng có tưởng như vậy, chứ đừng hiểu lầm tôi là họ nước nhỏ thế mà đánh thì chỉ có chết thôi. Không phải. Trong lịch sử, bà Triệu Ẩu đã nói một cái câu rất là, tôi rất là ưng ý: đánh một trận cho kình ngư kinh ngạc, trận thứ hai cho tan tác chim muông. Đánh một trận kình ngư kinh ngạc, đánh hai trận tam tan tác chim muông. Với câu nói đó của nhà báo Vũ Trung trích lại từ bà Triệu Ẩu, một nữ anh hùng dân tộc Việt Nam. Chúng ta chấm dứt câu chuyện ở đây, cũng đủ cho một buổi cà phê nói chuyện chính trị cuối tuần. Xin cảm ơn nhà báo Vũ Trung và xin hẹn gặp lại vào những lần tới, thưa anh. Cảm ơn anh Linh đã dành cho tôi một cái cơ hội, một ngày đẹp trời như này mà được nói chuyện với khán giả trong ngoài nước. Buổi sáng ngày hôm nay với anh Linh, tôi nhận được điện thoại của một nữ khán giả phố Vân Sa ở Việt Nam gọi. Dạ, chị ở ngay Sài Gòn. Rồi tôi cũng nhận được điện thoại của một người ở Phước Long, một người đàn ông ở Phước Long, cũng là khán giả của phố Vân Sa TV. Rồi tôi lại nhận được điện thoại của một bà cụ 80 tuổi ở bên Pháp gọi. Thì một lần nữa xin phải công nhận, không ngờ cái sức mạnh của phố Vân Sa TV nó ở cái mức mà ngoài cái tưởng tượng của tôi. May mà có phụ nữ và cũng có đàn ông gọi cho nhà báo Vũ Trung, nên không có sự hiểu lầm xảy ra. Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình phố Vân Sa TV.